Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel T Game. Ok, anh em chúng ta gặp nhau ở combo vượt thời đại rồi. Chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ luôn đến với anh em nha. Ok, hôm nay thì là một ngày phải nói là khá đặc biệt. Và vừa hôm qua thì đã có phiên bản update mới anh em à. Mình nói thiệt luôn đó nha, thời của Full Tap đã tới rồi anh em ạ. Thời tới rồi, Full Tap sẽ cản không nổi đâu. Tại sao cản không nổi thì một tí nữa mình sẽ phân tích cho anh em hiểu. Ok, nhưng mà trước hết cho mình xin cảm ơn bạn Quang Minh nha. Bạn mình đã gửi cho mình cái ạc này cũng như là cảm ơn chủ ạc luôn để mình review ở cái bản update mới này. Ok, anh em có nhu cầu nạp kim cương và nạp game một số loại game khác nữa thì có thể liên hệ bạn Quang Minh nha. Bạn Quang Minh sẽ bảo hành bảo trì cho anh em đàng hoàng cụ thể luôn. Nói chung là anh em yên tâm, một khi mình giới thiệu ai đó thì chắc cú một giới thiệu nha anh em. Ok, anh em có nhu cầu hãy liên hệ bạn nha. Được rồi, trước hết á, về cái bản update mới này á, thì có một cái phần mà tại sao mà mình nói là Full Tap tới thời, đó là lên VIP anh em à. Anh em biết rồi đó, mỗi lần mà mở một cái cấp độ VIP nào đó thì anh em biết là Full Tap thu lợi nhuận phải nói là khá cao đúng không? Và cái bản VIP này á, nó rất là hấp dẫn anh em. Hấp dẫn chỗ nào? Đó là mình có thể lấy lòng nè để mình lên được cánh 4. Nói chung cái tâm lý của cái người mà chơi á, những anh em mà chơi dạng như những tay chơi thực thụ á, giống như ông chủ ạc này đi á, thì cái việc mà tranh lấy được một cái cánh đời 4 thôi, anh em biết rồi, phải nói là họ rất là hào hứng, gọi là rất hào hứng anh em à. Còn mình không có nói gì vấn đề nạp hay không nạp nha. Nói chung là mỗi người có một cách chơi và mỗi người cách sống khác nhau thôi. Nói chung anh em mình thì ông nào cũng lớn rồi, con cái đùm đề hết rồi, nên việc mà chúng ta làm gì chúng ta sẽ tự biết suy nghĩ rồi, không cần phải ai dạy ai cả. Ok, nạp hay không nạp là tùy đó, tùy vào cách chơi của từng người. Ok, nhưng mà trước hết thì anh em cũng biết rồi đó, cái việc mà lên VIP này thì nó quá đỉnh rồi đúng không anh em. Con số hiện tại ở đây cái VIP này ổng lên VIP 13, qua VIP 13 còn một tí nữa anh em, còn một tí nữa là lên VIP 14 rồi anh em thấy không. Và cái VIP 15 nó thưởng khá là hùng hĩnh đó, hai lửa gì một lông luôn, cái này cũng hai lửa một lông. Ủa, hai cái này giống nhau hả? À, 14, 15 giống nhau anh em à. À, để coi cái chỉ số ở đây coi, nó cũng giống nhau luôn à. VIP 12, VIP 13 nè. VIP 13 nó khác một tí thôi, 14, 15. À, thì ra là như vậy, tham ngàn. À, 14, 15 nó giống nhau anh em, đúng không? 14, 15 nó giống nhau nè, 14, 15 nó khá giống nhau. Ok, chỉ lên tiền thôi chứ thưởng thì nó cũng y như vậy. Đấy, đấy là một trong những phần mà Full Tap là rất là thích. Thời Full Tap tới rồi anh em. Nói chung là những bản update sau nó lại càng hay nữa. Mình nói thật thôi nha, nếu con game này theo mình dự đoán tầm khoảng chừng một năm đến một năm rưỡi nữa thì nó mới bão hòa và nó bắt đầu nó giảm cái số lượng người chơi nó cực nhiều thôi. Chứ còn hiện tại thì cái lượng người chơi vẫn còn đông và nó khá là sung. Ở thời điểm hiện tại nó rất là sung anh em. Đó. Tiếp theo là cái phần thánh trang anh em. Thánh trang nè, theo mình quan sát ở bên cái bảng đại nha, là mỗi một món này nè lên thì lực chiến lên khá nhiều. Hình như mình nghe thông tin từ giang hồ đồn thổi thì mỗi món lên đâu tầm có 3 triệu lực chiến anh em. Mỗi món tầm 3 triệu lực chiến. Nhưng mà không biết phải hay không, mình chưa kiểm nghiệm nữa. Đấy, nhưng mà để lên được full bộ này kích hoạt là nó cũng cả là một vấn đề này mà. Đấy, nhưng mà ông này ông lên được hai món nè, lên 3 món là đây, giảm sát thương BV 8% này, công và phòng nữa. Ngon lành không? Rất là ngon lành luôn. Ở trong cái phần ghen á thì chúng ta có thể ghen ở trong đây để lên đồ nè, mũ thiên sứ đồ này nọ. Mấy cái này từ từ lên cao anh em sẽ đánh lùm được thôi, không có gì phải phải rối cả. Chủ yếu là chúng ta chơi và giải trí. À, còn anh em nào muốn chơi theo cách như thế nào đó tùy đó, tùy anh em thôi. Ok, và cái win này anh em, win 40k đây. Đấy, anh em thấy ngầu chưa, rất là ngầu. Hiện tại hôm nay ông top 2, ông chưa có mua cái win 4 anh em à, chưa mua win 4, chưa mua long á. Khứa này may mắn vãi, để coi win tím luôn không. À, win thường thôi anh em. Nói chung win thường thôi cũng đã mắc ngầu rồi.
Hiện tại về cái việc mà cái Win 4 này nó gọi là nó mát ngầu rồi anh em. Đúng không? Nó rất là ngầu rồi. Nên có hay không có, miễn có là ok rồi. Tại thời điểm hiện tại là mình mới vừa mở ra thôi, nên thành ra ai mà sở hữu được Win 4 này gọi là siêu phẩm rồi. Vừa siêu phẩm mà vừa nhân phẩm nữa. Đấy. Phải nói gọi là trùm đẹp trai ấy. Trùm vừa đẹp trai đấy. Ok. Và còn một cái phần ở trong cái khiên băng nè. Cái khiên băng này cũng là một trong những yếu tố nó cực kỳ gọi là cực kỳ quan trọng anh em à. Cực kỳ quan trọng. À, nó giúp cho chúng ta phải nói là có độ chống rỡ của nó là rất là dữ luôn. Đấy. Tranh cướp mở để xem. Ôi dễ thế. Thì mình bèm thử một phát anh em. Làm điếu thuốc đỡ rung. Đấy, cái khiên băng là cái thanh màu vàng dưới anh em ạ. À. Khi kích hoạt mới có nha. Mới có cái thanh màu vàng ở dưới. Anh em thấy không? Đó, đánh hết máu nhưng mà vẫn còn khiên băng là vẫn còn trụ được một tí. À. Đù con ép à. Con ép đánh cũng rút máu dữ hay. Nhưng mà do pháp sư lực chiến cao quá, chịu không nổi. À. Đỉnh vãi. Đấy. À, và cái event này hình như là ông này ông chưa có húp anh em mà. Ông chưa có húp. Này. Ông vẫn còn yên nguyên. Gối áo mộng. Đù. Để ông vô ông mở đi, để thôi mình mở ra. Ra bậy bạ cái là mất phong thủy của ông nữa. Đấy. Ok. À, tiếp theo là nó còn cái gì nữa không ta? À đúng rồi, cái phần kỹ năng anh em, đúng rồi, cái thiên phú đây nè, cái thiên phú nó sẽ mở ở cái tầng ở dưới đây, cái tầng tầng này là tầng mấy quên mẹ nó rồi, tầng 6 hay gì á, 6 tầng 5 gì, đúng không? 6, ấy, mà nó sẽ mở cho mình cái thiên phú ở cái tầng này. Vậy mà cái việc mà chúng ta sẽ lên cái thiên phú ở cái tầng này nữa là nó rất là bá này mà, nó rất là bá luôn. Chắc ông này ông cộng hơi điều á, điều hết anh em à, bên thông dụng cũng gần giống như là gần điều luôn đấy. Đấy anh em có thể tham khảo. Ông này ông chơi mẫn nha anh em, ông chơi mẫn nha. Phần thông tin ông đây đấy. Ok, coi như đây là một cái video mà mình nói sơ qua việc bản update mới này. Nói chung là một vài update nữa, một vài bản update nữa là nó lại càng hay ho hơn thôi anh em. Nó sẽ có nhiều cái hay ho lắm. Vì bây giờ cái thời điểm này là thời điểm vàng anh em. Người chơi vẫn còn đang rất là máu nên là việc nhà phát hành đưa ra một số bản update mới vào để mà củng cố tinh thần để anh em có thể đua đánh đấm mà thì nó là việc đương nhiên rồi. Ok. Được rồi. Mình sẽ kết thúc video tại đây. Nếu anh em nào có nhu cầu mua kim cương, nạp kim cương thì hãy liên hệ bạn Quang Minh nha. Ok, phần thông tin của bạn Quang Minh thì mình sẽ để ở trên video đó, anh em có thể thấy. Ok. Được rồi. Hẹn gặp anh em vào video tiếp theo của mình. Xin chào.